Hành trình tỏa sáng Trường San, Á hậu chuyển giới quốc tế 2024. Trường San đã chính thức trở thành Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2024, ghi dấu thêm một cột mốc đáng tự hào cho Việt Nam trên sân chơi sắc đẹp này sau thành công của Hương Giang. Sau thời gian dài chuẩn bị và rèn luyện, Trường San đã tỏa sáng rực rỡ trong đêm chung kết. Cuối cùng, cô đã giành vị trí Á hậu 2, trong khi Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan và Vương Miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế được trao cho người đẹp đến từ Peru. Mặc dù không đạt ngôi vị cao nhất, nhưng nhiều người vẫn cho rằng kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của Trường San, một người đẹp mới 19 tuổi. Trong phần thi ứng xử cho top 3, Trường San đã thể hiện rất tốt khi trả lời câu hỏi, động lực thúc đẩy sự thay đổi lớn của bạn để trở thành Hoa hậu chuyển giới 2024. Cô chia sẻ bằng tiếng Việt rằng khát khao tạo ra một thế giới bình đẳng và tốt đẹp hơn là động lực chính giúp cô tiến đến vị trí này. Giấc mơ kéo dài 6 năm của cô đã trở thành hiện thực khi cô ghi danh vào top 3 và tạo nên lịch sử cho Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, cô dự định sẽ tập trung vào công nghệ và giáo dục, hai yếu tố mà cô cho rằng vô cùng quan trọng. Ngoài danh hiệu Á hậu 2, Trường San còn đạt được nhiều giải thưởng phụ như trang phục dân tộc đẹp nhất, người đẹp có ảnh photoshoot đẹp nhất và nhiều danh hiệu khác. Bộ trang phục dân tộc của Trường San mang tên Mục Đồng Mơ Trưa, lấy cảm hứng từ tác phẩm dân gian nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ. Bộ trang phục này thể hiện giấc mơ tuổi thơ và hành trình đầy nghị lực của Trường San trong việc thay đổi bản thân. Trường San, tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, sinh ra tại Khánh Hòa và sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79 cùng số đo hình thể 83-56-84cm. Cô không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật mà còn với khả năng hùng biện bằng tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Sinh năm 2005, Trường San từng tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 chỉ 12 ngày sau khi hoàn tất ca phẫu thuật chuyển giới. Cô đã giành ngôi vị Á hậu 1 và đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế.